为要分开伤了心，会有多少个人记挂一个人一生，曾经很上心才觉得吸引，就算天空关了灯，前路未灰暗，世间再缤纷，我都很决心预留着甜吻，新鲜的恋爱和日子比赛中，极有时分开听见都感慨，哪个要站待，都请不要来不自在，未来亦难再，一开始非爱不可，如像永没离开过，世间偏全问占多，年轻的无需怕什么，你若过快乐请抱着我。Con tinh linh, sao lại? Tao có tình tới Thượng Hải mượn của lão lão. Lão lão nói con tinh linh có thể biến thành cái thai trong bụng con người đó. Tao thiệt không muốn nói láo nữa. Không lẽ phải nói thiệt? Ngu Lăng, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Nè Ngu à, con nghĩ cái rổ vàng này phải để đâu đây hả? À, theo con thì... À, để chỗ này đi. Anh nghe em giải thích. Em nói đi, tại sao lại làm như vậy? Em cũng không muốn đâu, nhưng nếu em không nói vậy, mẹ sẽ đuổi em đi. Em nên biết là có anh ở đây, vốn không để cho mẹ đuổi em đi. Chị mà còn gạt anh, còn gạt bao nhiêu người nữa. Ngu Lan, em xin lỗi anh. Em biết em nói láo là không đúng, nhưng mà đại ca đại tẩu cứ nói với anh là em giả đò mang bầu để gạt anh, anh không tin, còn che chở cho em nữa. Em thiệt làm anh thất vọng. Ngu Lan, nơi lao cổ nơi lao. Xin lỗi nha. Muốn đấu với ta hả? Để ta đánh đi ái phách của người. Con người làm sao giành với ta đây?
Chào phu nhân. Thế giờ sáng sớm đã làm cơm sáng xong rồi, muốn dỗ ngọt lại mẹ chồng đó hả? Để ta coi coi. Lại là mì xào cháo trắng, mấy cái thứ này. Tưởng là làm chút chuyện là có thể dỗ ngọt lại mẹ chồng sao? Thưa mẹ, chức biết lỗi rồi. Mẹ cho con một cơ hội. Lại cho ngươi một cơ hội để báo hại cả nhà phạm tội khi quân đó hả? Con, có biết hậu quả người nói láo ra sao hay không? Báo hại tướng cộng của ta phải lên kinh thành ngay để nói láo cho ngươi. Đại ca lên kinh thành? Đương nhiên, nếu không làm sao ăn nói với hoàng thượng. Không lẽ nói ngươi chỉ mặc cái thúng? Hay để con đích thân lên kinh thành giải thích cho hoàng thượng và nương nương. Có phải người muốn gặp là họ cho gặp sao? Có phải người muốn hại chết cả nhà mới yên lòng hay không? Mai. Dạ. Đem hết mấy cái đồ này xuống bếp, rồi làm lại cái khác đem ra. Hả? Đem hết. Biểu các người đem thì đem đi. Dạ được. Mời lên. Mẹ, không cần nói thêm. Nhà họ Lăng chúng tôi quyết không giữ một người nói láo. Đi đi. Mẹ, đừng đuổi con. Tránh ra. Mới sáng sớm thôi làm gì mà ồn quá vậy? Thưa cha, không có gì. Mẹ đòi đuổi đi nhị muội. Nhị muội là không có chịu đi. Chức nói láo thì thiệt là không có đúng. Nhưng mà nó giữ lại quyền chuyên lợi của triều đình cho phường Lăng La đó. Dù sao cũng phải ghi công, lấy công chuộc tội, không có thành vấn đề với phu nhân. Lão già, nó đã gạt cả thằng Ngưu. Chuyện vợ chồng của nó thì cứ để cho nó giải quyết đi. Nếu như mạo muội đuổi tụi nó đi, người bên ngoài sẽ đồn nhảm nhí, nói là họ Lăng của mình không có tình người đó. Vậy không tốt đâu. Lão già nói vậy ta cũng hết lời. Nhưng hễ nhìn thấy nó là ta thấy chướng mắt, ta không muốn thấy nó nữa. Ngưu à, tôi đi đi. Ngưu Lân, anh đi đâu? Bây giờ anh đi cha ra ruộng chim ma. Em đi với anh. Cha nói rất là đúng. Bây giờ bên ngoài người ta chỉ biết là em sơ ý để mất cây thai thôi. Nhưng mà bây giờ em theo anh xuống ruộng, người ta sẽ nói sao? Em... Còn nữa, bây giờ cả nhà đều vì em mà phải nói láo. Em mát ruột chưa? Giải này để ở đâu? Để đại bên kia đi. Tiểu Hồng, cho tao một cây giải. À được. Làm cái gì đây? Có biết một cây giải đáng giá bao nhiêu hay không? Xin lỗi vị thiếu gia, sơ ý thôi. Nói sơ ý là được sao? Còn ngươi nữa, tại sao lại để cây giải ở trên hồi nhuộm vậy chứ? À, thiếu gia, họ mới tới mà, không hiểu biết gì mới làm sai. Mới tới là khỏi học à? Mới tới làm lỗi rồi là khỏi bị gây. Ngưu à, người làm thì đương nhiên bị sai rồi. Nếu không mình là người làm, họ là chủ đó. Cha, nói vậy ai nấy làm lỗi rồi cũng biết diễn cớ hết. Em à, em tự bực bội á thì đừng có giận lên những người làm đó mà. Đúng, vậy người mới thì đương nhiên phải bon chút thì giờ. Tại chúng ta không có tài giữ người cũ thôi. Cha, chuyện không thể nói vậy đâu. Có những chuyện mình không có thể gấp gáp được. Dạo này con không có được vui. Hay là như vậy, con kiếm chỗ nào để giải buồn một chút đi có được không? Phải đó, bỏ đi chút nha em. Em mà đóng như vậy sẽ đuổi đi những công nhân đó. Ê, hết chuyện rồi, làm việc đi, làm việc. Bà con, lần này có dỗ ngọt được Ngưu Lân không là phải nhờ ngươi. Ngưu Lân, anh qua đây, có cái này cho anh coi. Em biết anh thiệt nhớ tới chó con, nên cố tình mua nó ngoài chợ đem về. Nó có giống chó con không? Nhìn một cái đã biết không phải rồi. Nếu như ta muốn coi nó, ta có thể chỉ làm một miên. Em đừng có dở thêm nhiều trò tào lao nữa. Anh đi đâu? Về làng Mộc Miên một chuyến. Em đưa anh đi, em cũng muốn gặp chó con. Không cần đâu, anh tự đi được rồi. Chừng gặp anh sẽ chuyển lời hỏi thăm của em. Anh dẫn em đi đi. Em không nghe hay sao? Anh muốn đi một mình thôi, muốn được yên tĩnh một chút. Đồng tử dân tài, tối nay ta phải đi tầm hương lầu để tiếp đãi mấy hộ khách lớn. Được. Ấy, tiệm giải Hòa Phong, tiệm giải Vĩnh Lợi, tơ lụa Hưng Nghiệp, đều là mấy hộ khách lớn của phường Lăng La đó mà. Phải, đáng lẽ là của thằng Ngưu phụ trách đó. Nhưng mà bây giờ nó nói là đi giải buồn, cho nên ta đâu cần khách sáo chứ. Chuẩn bị giữ hết đám khách này cho thiên hạ mình hả? Mấy hộ khách lớn đều thuộc về phường dịch thiên hạ. Vậy từ nay phường dịch thiên hạ chúng ta có thể hùng bá thiên hạ rồi.
Người giỏi thiệt đó. Ê, tối hôm qua tao có gặp Tiểu Mộc. Nó kể lể với ta, nói là dạo này ngươi đã không đi thăm nó. Nó tưởng nó là cái gì đây? Thứ gái lầu xanh này thì không độ sức mình. Ngươi nói cho nó biết, cây tâm dùng xong thì phải dục bỏ đó mà. Không có vợ bên cạnh quả nhiên khác hẳn ha. Thì khiến người hâm mộ. Sao, đã có mục tiêu mới hả? Chừng nào dẫn ra cho gặp mặt đi, có cần giúp đỡ hay không? Ngươi giúp đỡ ta? Đồ mà Lý Tài này muốn lấy, có cái gì mà không tới tay đây chứ? Vậy nghĩa là không cần ta giúp ngươi rồi, ta đi nha. Uầy, tối nay ngươi phải xả giao, ta cũng phải vui sướng. Chỗ này đủ chưa? Đủ rồi. Mấy hộ khách lớn của tối nay toàn là nhờ ngươi đó. Chúng ta chơi cho vui vẻ. Những gì không thể tới tay mới là quý giá nhất. Ngươi đã vì chức nữ đánh đi ải thất của Ngưu Lan. Nếu không làm như vậy, chức nữ quyết không đáng lòng với Ngưu Lan đâu. Con người có ba hồn bảy phách. Bảy phách thì là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, thích. Yêu là chủ quản lòng thương của con người. Ngưu Lan mất đi phách yêu thì không có lòng thương và lòng bao dung, và hắn vĩnh viễn không thứ lỗi cho chức nữ. Chừng đó ngươi muốn làm cái gì cũng được rồi. Chả biết được ta, chỉ có ngươi thôi. Đồng bà ba, hôm nay là ngày mặt thất của ngươi, mong là ngươi có thể sống đàng cực lạc. Ông chủ, cho ta một bình trà nóng, hai cái bánh bao. Được. Ông chủ cho một bình trà và một cái bánh bao. Anh Ngưu Lan. Tiểu Hoa. Sao lại tới đây? Anh định về làm một miền thăm em với lại bò con. À phải, bắt đầu sao rồi? Có chuyện gì? Đồng bá bá đã qua đời rồi. Hả? Nhà của em cũng bị cháy luôn. Bây giờ đã không có chỗ ở nữa. Em định là đi Dương Thành để ở trọ người bà con xa. Dương Thành cách đây rất xa. Em biết, nhưng mà em ở đây chẳng còn bà con gì, đành phải vậy thôi. Hay là qua bên anh đi. Em sợ là không được tiện. Em là con gái, một mình tới Dương Thành càng không hay. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà nữa, quyết định gì đi. Trình cô nương này thiệt là không có tệ đó. Chỗ này có nhiều cô không tệ, ta cũng thích lắm. Hay là như vậy, đợi lão gia của nhà ta về, ta hỏi ổng rồi mới trả lời. Vậy chào Lăng phu nhân, ta đi trước. Cảm ơn bà Tư. Không gì. Mai, tiễn bà Tư ra ngoài. Dạ phu nhân, mời bên này. Chào nhị thiếu gia. Thưa mẹ, con đã mua quà về tặng cho mẹ. Con biết mẹ bái Quan Âm, cho nên đã nhờ người ta đặt làm một tượng Quan Âm thiệt là tinh xảo. Mẹ coi. Để coi coi. Tượng Quan Âm này đẹp quá đi. Bà coi kìa, con dâu thiệt là thương bà đó. Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Lão già, ông về tới đúng lúc. Ta định nói với ông, ta phải cưới vợ bé cho thằng ngu. Cưới vợ bé? Nè, chỗ này có mấy bản ngày sanh tháng đẻ, ta cũng thích lắm. Không được. Sao lại không được? Không có tới phiền người hó hé. Ta kêu thằng ngu nó bỏ người còn được kìa. Ngu Lan quyết không có bỏ con. Người câm miệng. Ta chưa hề thấy ai làm bậy rồi mà còn làm dữ. Lão già, nè, mấy người này là nhân tuyển ở trong thâm tâm của ta. Ông coi thử coi. Cái chuyện nạp thiếp này thì không có thể quyết định được đâu. Hay là gì? Đợi Ngưu Lan về tới rồi thương lượng với nhau. Vậy cũng tốt. Ông đã nói ra thì chờ Ngưu Lan về hỏi cho rõ ràng ha. Nhưng mà như vậy thằng con hiếu thảo lắm. Nó nhất định nghe lời của ta nói. Hmm.
Dương mẫu nương nương, chức nữ thiệt bất hiếu, không thể đích thân chúc thọ cho bà. Bây giờ chúc nữ xin chúc Dương mẫu nương nương phước dương đông hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chức nữ. Bỉ con, sao người ở đây? Ta vừa tới dự tiệc thọ của Dương mẫu nương nương, đột nhiên nghĩ tới cô rồi tới cô. Dương mẫu nương nương thế nào? Tiệc thọ mà thiếu chức nữ dù sống không được hoàn mỹ, nhưng ta nhìn ra được Dương mẫu nương nương vẫn còn nhớ tới cô lắm và lo lắng cho cô. Ta thiệt vô dụng, ngoài việc khiến Dương mẫu nương nương ở trên trời lo lắng, còn khiến cho nhà chồng ở dưới dương gian không được vui. Làm người phàm thì không có dễ dàng. Người phàm thì là như vậy, vừa hẹp hòi vừa ghi thù. Cô đã làm bao nhiêu việc cho nhà họ Lăng, chỉ vì một chuyện nhỏ mà xử tệ với cô thì vốn là lỗi của họ. Không thể trách họ, tại ta nói láo trước mà thôi. Nè, cô thì là như vậy, người ta xử tệ với cô vẫn nói tốt cho họ. Cô không nghĩ tới hôm xưa cô vì họ bỏ đi thân phận tiên gia của mình, bây giờ họ xử vậy với cô thì đúng là vong ơn bội nghĩa. Người đừng có nói ngu lăng như vậy. Cô còn binh cho hắn. Con đường là của ta tự chọn, ta được rõ ràng. Ta chỉ yêu một người, cho dù phải cực khổ cách mấy, ta cũng sẽ nhẫn nại tiếp tục. Cô để vì họ hy sinh nhiều như vậy, cô không có chút hối hận nào? Ta chỉ biết ở với người yêu thích nhất của mình là hạnh phúc nhất. Ngươi cũng vậy mà. Ta hỷ tước đã vì ngươi làm rất nhiều việc, ngươi phải biết quý mến, đừng có phụ lòng cổ. Thật ra chúng tôi... Ngươi yên tâm, chuyện giữa ngươi và hỷ tước ta quyết không nói ra. Người đã về tới hả? Qua đây coi coi nè, mấy viên đá màu này ta định làm cho chức nữ đeo vỗ ngọt là chỉ đó, coi có đẹp không? Người sao rồi? Ai đã chọc giận người vậy? Có phải là phát tiền cho người xấu không? Ta vừa mới đi gặp chức nữ. Nhất định vì Ngưu Lan xứ tệ với chức nữ mà người giận. Cũng là ta không tốt. Ta dạy chị nói láo, khiến chị bị lâm vào cảnh này thì không biết phải xử sao. Cô còn giữ tín dụng không đây? Chuyện gì? Tại sao đem chuyện của mình nói cho chức nữ biết? Ta không hề nói, tại chức nữ tự nghĩ ra thôi. Người cũng biết chỉ thì thông minh mà lại tế nhị. Người đừng có giận ta nha. Thật ra chỉ có một mình chức nữ biết thôi. Chỉ là tiểu muội với ta không nói với người ta đâu. Người biết chị cũng chấp nhất lắm. Ta biết. Vậy thì ngươi đừng có giận nữa nha, có được không? Được. Lan tỷ à, người con gái mà nhị thiếu gia dẫn về là ai vậy? Có bộ lần này nhị thiếu gia thì cưới vợ bé rồi. Có thiệt không? Sao lại không thiệt? Phu nhân vừa nói với cậu là biểu nạp thiếp, cậu lập tức dẫn người đàn bà đó về rồi. Nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia ở trỏng. Thì ra thằng ngu hồi nhỏ nghịch ngợm như vậy. Dạ phải, anh còn bướng bỉnh lắm. Tiểu Hoa. Chứ thì ra Ngưu Lan đã dẫn chị về hả? Đáng lẽ ta định đi Dương Thành ở nương tựa một nhà người bà con xa, nhưng mà dọc đường đã gặp được Ngưu Lan. À phải, sao chị cũng ở đây? Ngưu Lan, anh không nói với chị là chúng ta đã thành hôn hay sao? Chị và anh đã thành hôn rồi, sao không nghe anh nói? Ngưu Lan, hai người đã thành hôn rồi. Ê, chuyện này có gì mà nói. À phải, tổ cô nương. À phu nhân, kêu cháu là Tiểu Hoa được rồi. Được, Tiểu Hoa cháu cũng mệt rồi. Ngưu Lan, coi phòng khách đã thu dọn xong chưa, đưa cổ vô trong nghỉ ngơi. Tiểu Hoa, theo anh đi. À được, không quấy nhiều phu nhân. Cháu hãy nghỉ sớm. Chỗ này hết chuyện của người. Anh Ngưu Lan. Hả? Nhà họ Lăng của anh thì lại lớn quá. Em ở đây nghỉ ngơi chút đi, có chuyện gì căn dặn hạ nhân làm được rồi. Dạ biết. À mẹ à. Dạ. Làm ơn lấy nước cho qua cô nương rửa mặt đi. Dạ, làm phiền chị. Em nghỉ ngơi chút đi.
Anh Ngô Lan. Hả? Đừng trách em nhiều chuyện. Vừa rồi em thấy là anh lạnh nhạt với chức chức lắm. Hai người có phải là gây gỗ nhau không? Không có gì, chúng tôi không có gì. Từ nhỏ tới lớn không biết nói láo mà. Anh cũng muốn gạt em. Thì không có gì mà. Em ở lại đây nghỉ chút đi. Anh Ngô Lan, em muốn hỏi là thật ra mở lại đây có bất tiện không? Em lo là chỉ sẽ hiểu lầm tới mình. Không đâu, giữa chúng ta vốn không có chuyện gì, có gì đâu mà hiểu lầm. Tóm lại đừng có nói thêm nữa. Em hãy yên tâm ở lại đây đi. Quyết định gì nha. Ai đó? Bà quý này, nói láo để gạt to. Xin lỗi, em không muốn đâu. Nhưng anh có thể thứ lỗi cho em không? Vậy cũng được. Lau sạch hết cả sàn nhà, lau sạch hết cửa sổ. Còn nữa, không có cho tắm. Hả? Không cho tắm? Bộ không được hay sao? Anh chịu thứ lỗi em thì cái gì cũng được. Ngô Lan, nếu anh chịu thứ lỗi em, vậy thì anh hãy gật đầu. Anh chịu thứ lỗi cho em rồi hả? Em ở đây làm gì? Em muốn anh thứ lỗi cho em. Thiệt là vô duyên. Đi ra đi, đi đi. Ngô Lan. Ra ngoài đi. Ngô Lan hả? Ngô Lan. Đừng có làm chuyện vô duyên này nữa. Ngô Lan. Là cô. Ta hỏi người, tại sao xử tệ với chức nữ? Cô đã nói láo với cả nhà của ta. Ta xử như vậy với cổ có gì không phải? Thật ra là ta dạy chỉ làm vậy. Ta giả dạng đại phu nói là bà có màng. Lúc đó chỉ thì không nghĩ tới phải gạt người. Người đừng có giận chỉ nữa. Mặc dù là cô dạy cổ, nhưng dù sao cổ không có thật thà với ta. Đó là lỗi của cổ. Người muốn trách thì trách ta đi. Muốn đánh muốn rầy thì tùy người. Miễn là người đừng trách chiếc nữa là được rồi. Ê, người thiệt muốn đánh ta? Tại cô kêu ta đánh thôi. Bây giờ người thiệt không giận như vậy chứ? Của cô dạy cũng được, không phải của mặt. Nói láo với ta thì không đúng. Hôm xưa người thiệt biết thông cảm người ta, sao bây giờ đã thay đổi hẳn? Hôm xưa cô không hề biết nói láo, nhưng mà bây giờ thì nói láo. Ê, Ngưu Lan. Chào phu nhân. Chào phu nhân. Chào đại thiếp phu nhân. Chào đại thiếp phu nhân. Wow. Sáng sớm nhiều đàn vậy hả? Còn có nhiều loại khác nhau. Phải. Thật ra là ai làm đây? Phu nhân à, là của tôi cô nương làm đó. Cô đã dậy sớm lắm rồi quét dọn nhà cửa, còn đi kẻ củi. Dạ phải. Chào phu nhân. Chào phu nhân. Chào phu nhân. Tiểu Hòa, mấy chuyện nặng nhọc này để hạ nhân đi làm được rồi. Cháu là khách đó. Phu nhân, bà đừng có nói như vậy. Nếu bà thì chịu cháu lại đây ăn cơm bữa công, cháu làm không quen đâu. Hơn xưa làng Mộc Niên, cha đã quen làm việc từ sáng tới tối mà. À, dạ mẹ à, mẹ coi tô cô nương, con người tốt, vừa thuần khiết lại gần cù. Không có như những người, vừa lập chút công lao nhỏ là hống hách nói láo bịa chuyện, gạt cái nhà. Ha, nếu nhà mà cưới được tô cô nương, thì cái là có phước. À, phải. Đại thiếu phu nhân, đừng có cười tôi mà. Càng nhìn nó càng thấy đẹp gái. Phu nhân, đại thiếu phu nhân, đừng có chỉ khen ta. Hãy mang đồ đi, không có ai chịu lấy ta đâu, ta muốn chó cho bà. Chức chức. Tiểu Hoa. Thật ra chị danh Ngô Lan xảy ra chuyện gì? Chúng tôi hả? Không cái gì. Không gì. Ta khẳng định là hai người có chuyện mà.
Thật ra chuyện là như vậy. Câu chuyện là như vậy. Tới giờ anh vẫn không chịu đếm xỉa tới to. Hôm xưa tưởng là chỉ có chị mới khiến anh Ngưu Lan được hạnh phúc. Ai dè chị lại khiến cho anh bị buồn như vậy. Tao cũng không muốn. Tao không biết sao lại tới nông nỗi này. Chị không muốn sao lại làm? Chị không hiểu đâu. Phải, ta thì là không hiểu. Hôm xưa nếu như ta không bỏ anh Ngưu Lan thì ta sẽ tận tâm tận sức khiến cho anh được hạnh phúc mà. Tiểu Hoa, ta thì không biết hai người ai lỗi ai phải. Nhưng mà nếu như cả nhà người ta cũng xử lại với chị thì chị thiệt phải nên phản tỉnh lại. Chào đại thiếu phu nhân. Đại tẩu. Tô cô nương, cô đừng có nghe người này giải thích nha. Cái người này hay nói láo lắm, không có đáng tin cậy đâu. Đại tẩu, sao chị lại? Câm miệng, không tới việc người nói đâu. Đừng có quên rằng người chỉ là người nhàn hạ, không có tư cách hó hé. Không thích hả? Không thích thì dọn đi đi. Nói chuyện với người cũng bị hò đó. Dạo này không biết có phải bị phong thấp hay không, con người thấy quể quải. Phu nhân à, dạo này thời tiết thay đổi, bà phải cẩn thận. Mẹ à, mẹ. Mẹ à, trời mẹ à. Sao con người thúi quá vậy? Mẹ con thúi, sao lại vậy? Ây da, thúi quá. Hoa, sao thúi quá vậy hả? Tới gần tới đúng lúc. Hoa, cái con mụ này ra cái gì đây, sao bị thúi quá vậy hả? Bây giờ ta sợ bà quá, ta phải né bà rồi. Hoa, thúi hơn sắc chết nữa. Thầy hả? Hoa, sao lại thúi quá vậy? Một người tránh rồi đây là thúi quá. Thúi quá, nè mẹ à, mẹ. Sao lại vậy? Ây da, thúi quá đây. Ai biểu nói bậy bạ như vậy? Cứ chậm chết tới chị, còn nói nhiều lời khó nghe quá. Tao có tình trừng phạt hắn đó. Cảm ơn người. Không cần khách sáo, mình là tỉ muội mà. Ngưu Lan ra sao rồi? Vẫn còn giận ngươi à? Anh đã bỏ mặt ta mấy ngày rồi. Ta bị đứt tay, anh cũng không có đếm xỉa tới. Thiệt đau lắm. Thật ra ngươi không phải đau tay, mà là vì Ngưu Lan mà đau lòng. À phải, tại sao con Hoa lại tới vườn Lan La vậy hả? Năm ba báo qua đời, nhà của chị Hoa bị cháy, Ngưu Lan đã chưa chấp chỉ. Sao lại ngộ quá vậy? À phải, Ngưu Lan có nói là tình sự với hắn hay không? Không đâu, Ngưu Lan sao lại thích chị chứ. Nhưng mẹ chồng nói là phải nộp thiếp cho ảnh. Vậy là nguy đó. Trước mắt mình thấy căng thẳng như vậy, nó xuất hiện nhất định sẽ được hoan nghênh lắm. Cho dù Ngưu Lan không muốn, nhưng mẹ chồng có người cũng muốn. Ngưu Lan lâu nay hiếu thảo vậy, hay là về ta đuổi đi con qua cho ngươi. Ngươi đừng bao giờ. Nhưng mà để bà ở lại đây thì là uy hiếp tới người. Không đâu, ta có lòng tin Ngưu Lan không thay lòng. Hắn đã thay đổi nhiều rồi. Hồi sáng ta định đi giải thích với hắn, nói kế này của ta nghĩ ra, biểu hắn đừng có giận người. Ta bị hắn đánh ta, ai giờ hắn thì có đánh ta được. Anh chỉ là bực bội nhất thời. Ta tin rằng Ngưu Lan sẽ thứ lỗi cho ta. Nếu người đã nói vậy, ta nhất định ủng hộ người. Nhưng mà hãy nhớ, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với ta. Ừ. Cái cây như ý vàng này điêu công tinh xảo, thiệt là hiếm có. Ta biết. Tiền còn lại ta sẽ cho người đem đến cửa tiệm của người trả sau. Được rồi, không lẽ không tin công tử sao? Không cần tiền. Xin chào. Có phải là ông chủ vườn của Bảo Thạch Đường không đi? Phải. Ông tới làm gì? Đi theo ta. Nè, ngắm thử đi. Vàng như ý. Có phải thiệt có khí thế hay không? Ta đã mua để chúc thọ cho vợ của ta đó. Ngươi không biết đâu, con vợ của ta thì trọng mặt mũi lắm. Ngươi làm gì đây, biểu người đem đồ tới chỗ này? Ta chỉ để một hai ngày thôi, vì không muốn con mụ đó hỏi này hỏi nọ mà. Đâu có phải choáng chỗ mấy chứ. Ta không phải nói đồ của người choáng chỗ. Ngươi đâu có thể biểu người đưa đồ tới đây chứ. Ngươi lo người ta không biết ngươi là ông chủ sau lưng của phần dịch thiên hạ hay sao? Ta còn tưởng là ngươi lo cái gì, yên tâm đi. Ông chủ vườn này giữ được bí mật đó mà. Bảo đảm không ai biết bí mật giữa ta và phường dịch thiên hạ. Yên tâm. Yên tâm đi. Nhưng mà cái món đồ này còn thiếu 200 mấy chục lạng đó. Được, cho hắn tới thâu với ta đi.
À, cái mặt này thì ngươi không bao giờ từ chối ta ha. Ta thấy ngươi tốt với ta còn hơn là cha của ta tốt với ta nữa đó. Ấy, để ta cất lại nha. Có bộ lăng lông này không đáng tin cậy rồi. Hèn chi cả cha của hắn cũng không tin hắn. Bây giờ mình cũng phải nhờ hắn. Chỉ đành nhìn hắn mà thôi. Ta nghĩ, ta nghĩ tới thì người cũng nghĩ tới. Đã tới lúc thay đổi nhân tuyển lợi dụng rồi, có phải không đây? Cái ta cần vốn không phải chỉ coi nặng một cái phường dệt thiên hạ, hay là một cái nhà lớn đơn giản như vậy. Đại nhân, ta biết ông chủ sau lưng của phường dệt thiên hạ là ai rồi. Là ai? Thì ra là đại công tử của phường Lăng La, Lăng Long. Cái gì? Lăng Long? Lăng Long là cái thứ gì ta rõ lắm mà. Hắn tuyệt đối không có khả năng phát triển phường dệt được khá như vậy đâu. Còn lý tài của thiên hạ là ai vậy? Ta đã có điều tra, nhưng mà không có đầu mối gì hết. Chỉ biết là người của Tô Thành. Hắn vừa tới Tô Thành không lâu, và có vẻ thần bí. Có thể giúp Lăng Long quản lý công việc và làm ăn khá như vậy à? Lý tài này thì là nhân tài đó. Nếu như có một người xuất sắc để giúp ta thì mọi việc sẽ được suôn sẻ hơn. Đại nhân, có người tên là Lý Tài cầu kiến. Lý Tài? Cho hắn vào đi. Dạ đại nhân. Lý Tài đột nhiên tới cầu kiến, không biết phải có mua gì không đây. Lý công tử mời vào. Tiểu nhân Lý Tài bái kiến Giang đại nhân. Ê, miễn lễ miễn lễ. Ngồi đi. Tạ ơn Giang đại nhân. Không biết kiếm tài có chuyện gì? Lời nói xả ra ta không muốn nói nhiều, và cũng không muốn dòng cho tam quốc. Tiểu nhân lần này cố tình tới thăm đại nhân là chỉ mong có thể hợp tác với đại nhân. Hợp tác? Người chỉ là người phụ trách nhỏ nhỏ của phường dệt, sao phải hợp tác với người chứ? Và hợp tác cái gì? Tiểu nhân và đại nhân tuyệt đối có thể hợp tác với nhau, tại vì hai chúng ta có một mục tiêu chung đều phải để ý tới, là phường Lăng La. Phường Lăng La? Người đã về tới hả? Ta có mẹ áo cho người. Người thử... Nè, người thử coi. Quần áo thì ra ngoài mua được rồi, đâu cần làm cực khổ như vậy. Còn nữa, có thời gian thì đi tạo công đức đi. Ta cũng chỉ mong người được vui thôi. Nè, thử một cái đi, thử chút đi. Không thử nữa. Thì không biết người làm cái gì. Người như vậy mà chắc nữa cũng vậy nữa. Cái con nhà đầu này sao lại hẹp hòi như vậy? Người ta cố tình chơi em thôi, không biết hay sao. Cái áo này thì đẹp lắm, thủ công thì là tinh xảo. À phải rồi, vừa rồi em nói chức nữ cái gì? Người làng vẫn chỉ chịu thứ lỗi cho chức nữ. Rồi bây giờ con qua cũng đã tới, ta định đuổi đi con qua. Rồi chức nữ nói không cần, chỉ nói là chỉ có lòng tin người làng nhất định không có thích con qua đâu. Chức nữ thì có lòng với người làng như vậy hả? Chỉ còn nói cho dù khó khăn cách mấy, chị cũng phải nhờ sức mình khiến người làng thứ lỗi cho chị. Ta nghĩ dù sao đi nữa, chị cũng không chịu bỏ và cũng không thay lòng với người làng. Ngươi thì không thử cái áo này hả? Như vậy ta đem vào phòng cho ngươi. Ngươi nhờ, rảnh rỗi thì phải thử đó. Hỷ Di. Hả? Cảm ơn em. Tại sao chức nữ có thể một lòng một dạ với người phàm? Đâu mà ngu lan người tới tay? Ta không tin là bí kê này làm không nổi. Ngu lan,
Ngươi lại, tại sao ở đây? Thân phận của ta hơi phức tạp, nhưng mà xét ra hôm nay thân phận của ta là thần tài bỉ khen. Thần tài? Ừ, thì là thần tài trưởng quản tài phú của thiên hạ, và cũng là người mà Dương Mẫu nương nương đã từng gả chức nữ cho hắn, là người giật đi chức nữ trong tay của ta. Hôm nay người tới đây thật ra là muốn gì? Thiệt là không ngờ chức nữ gì người mà cam lòng bỏ luôn thân phận của tiên gia. Nhưng mà ta cũng biết người đã xử tệ với cổ. Đây là chuyện của hai người chúng tôi, không liên quan tới người. Nhưng mà những việc người làm thì khiến cho cổ đau lòng và bị thất vọng. Chức chức nói cho người đó hả? Cổ làm bao nhiêu chuyện cũng vì người thôi, nhưng người tuyệt tình không cảm thông cho cổ. Nhưng nếu vợ của người nói láo gạt người, người cũng giận kìa mà. Cổ không phải là vợ của người. Ta nói bao nhiêu lần rồi, Dương Mẫu nương nương để đem cổ gả cho ta. Nếu không phải nhìn thấy cổ một lòng tình thầm với người, ta không toàn nguyện cho các người đâu. Người muốn sao đây? Không có gì, ta muốn nói cho người biết, người không thích cổ thì cũng không sao. Thì viết hưu thư bỏ cổ đi, để cổ sớm ngay về thiên đình ở chung với ta. Người hiểu được ý của ta chứ? Còn nếu như không... Ngô Lan. Tiểu Hoa. Sao đây, không được vui hả? Có chuyện gì? Không có gì. Không gì. Cho dù là anh có chuyện hay không, đi theo em, có đồ cho anh coi. Đi. Đi mau. Gì? Anh coi. Anh Ngô Lan, coi nó có giống chó con hay không? Nhìn vào thì hơi giống đó. Ừ. Xin lỗi anh Ngô Lan. Hôm đó anh danh mã rời khỏi làng Mộc Miên, đã giao chó con để cho em chăm sóc. Ai giờ cả nhà của em cũng bị thiêu luôn. Em vì bất đắc dĩ nên mới đem con chó tặng cho người ta. Nếu như anh thiệt thích nó, em lập tức mua lại cho ông chủ nha. Cảm ơn Tiểu Hoa. Bây giờ đã có em và có nó, chỉ thiếu đại ca, thì chúng ta thiệt như là đang sống trong cái làng Mộc Miên hôm xưa vậy. Rốt cuộc anh đã chịu cười rồi. Vậy mới đúng là anh Ngưu Lan mà em quen biết trước kia. Thiệt đã lâu không cười. Anh còn nhớ không, hồi nhỏ chúng ta cùng đi thả trâu, nếu như mệt rồi thì anh kêu em ngồi trên lưng của con chó, lúc đó chó con thiệt là ngoan lắm. À qua, hay là em cởi lên trển, anh kéo em đi. Được mà. Nè, em sao rồi? Bị trật chân rồi, đau quá. Phải chân này không? Ừ. Đau hả? Đi nhẹ thôi, anh đỡ em nha. Nè, tôi có nương à, tôi nha, không sao chứ, cẩn thận. Ngồi xuống, có sao đi? Hòa, thế nào, sao sao ý của chị, có đau lắm không, thế nào? Dạ không gì, sơ ý bị trật chân thôi, cảm ơn bận tâm. Ây da, bị trật chân hậu quả nghiêm trọng lắm, nhất định phải chữa, nếu không sau này sẽ phiền phức. Phải đó, hay lại đi kiếm đại phu vừa coi đi. Dạ không cần, không cần. Anh Ngưu Lan vừa rồi đã thoa rượu thuốc cho ta, bây giờ đã bớt đau. Anh ra ngoài hút thuốc cho ta, đắp mấy thang thuốc là sẽ được lành lại mà. Ồ, coi bộ thằng ngu của ta cũng rất bận tâm tới người. Dạ phải, từ nhỏ tới lớn anh Ngưu Lan thì chăm sóc cho cháu lắm. À dạ, vậy thuốc có tịnh dài như vậy, nói cầm chừng là muốn chăm sóc cho người suốt kiếp đó. Đại thiếu phu nhân, phu nhân à, hai người đừng hiểu lầm. Anh Ngưu Lan từ nhỏ chỉ coi ta là em gái mà thôi. Thằng ngu coi ngươi là em gái, vậy ngươi coi nó là cái gì hả? Phu nhân, bà đừng có hỏi cháu như vậy. À, được rồi, không hỏi nữa. Hôm nay ta có đồ tặng cho ngươi. Nè, chiếc vòng ngọc này có phải đẹp không? Phu nhân ngọc quý giá lắm chứ không nhận đâu. Phải nhận, đeo lên đi, nếu không là không nể mặt. Ủa, mày thương ngươi như vậy, mỗi ngày còn thần niệm Phật cho ngươi mà ngươi giả độ mang bầu gặp chúng tôi. Thì mà tức quá mà. Ngưu Lan, ngươi đứng lại, tháo ba cái đồ này xuống cho ta.
mẹ tặng cho ngươi thì ngươi cất đi. Sẵn mai này cũng là người một nhà mà. À phải. Phu nhân. À, chiếc vòng này không phải ai nấy đều có thể đeo, nhất là mấy kẻ thích nói láo. Phu nhân. Hả? Chiếc vòng này có phải là của Chức chứ? Đáng lẽ là phải, nhưng bây giờ ta thấy đeo trên tay của người thích hợp hơn nhiều đó. Em cẩn thận nghe. Anh Ngưu Lan, chiếc vòng này quý giá như vậy, hay là như vậy anh trả lại Lan phu nhân giùm em. Không được, mẹ đã tặng cho em rồi, em hãy cất đi. Cất đi. Nè, sao rồi? Bị sưng dữ vậy hả? Anh lấy rượu thuốc thoa cho em nghe. Anh đi lấy rượu thuốc để em săn sóc cho chị. Chức Chức à, thực ra chiếc vòng này ta không muốn lấy đâu. Ta hiểu được, là mẹ kêu chị lấy, chị không nỡ từ chối. Chị hiểu thì được rồi. Qua đây, chúng ta qua bển ngồi. Dạ, chị không có sao chứ? Không sao. Cẩn thận. Ý nè, sao chị chiếc nhẫn của tôi vậy hả? Nè, mua ra đi, mua ra. Đàn bà, nè, đợi. Quá, chị có sao không? Cũng bậy thiệt, bực bội vậy ta tặng chiếc vòng cho nó, cho nên xô nó hả? Vậy thuốc tới đúng luôn. Anh dìu em vô trong. Ngu Lan, Ngu Lan, Ngu Lan, Ngu Lan. Đừng có được nữa. Người có mua đồ gì, người ta đã nhìn thấy rõ ràng. Mẹ à, mình vô nhà. Ta cũng muốn thấy mặt của người. Sao 预留着甜蜜